Thì ở video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái phương pháp phổ biến để chỏ được cái tên miền mình về hosting. Thì để chỏ được tên miền thì đầu tiên các bạn cần phải có tên miền. Tên miền thì mình có thể mua ở bất kỳ đâu, có thể là nhà cung cấp nước ngoài hoặc là Việt Nam. Thì ở những nhà cung cấp nước ngoài các bạn có thể mua ở Nemsilo chẳng hạn, hoặc là Namecheap. Còn những nhà cung cấp Việt Nam thì nó cũng có rất là nhiều, ví dụ như là 123hot chẳng hạn đó. Hoặc là tên Bảo đó, rất là nhiều ha. Thì ở đây mình gọi chung nó là nhà cung cấp tên miền. Thì sau khi các bạn mua xong là các bạn đã có tên miền rồi. Thì sau khi có tên miền thì chắc chắn một điều là các bạn cần phải có một cái hot đó. Thì cái hot này thì mình cũng có thể mua ở bất kỳ đâu ha các bạn. Trước khi mà các bạn chỏ cái tên miền này về hot thì mình cần phải add cái tên miền vào cái hot của mình đó. Và đối với cái hot mình đang sử dụng thì các bạn cần phải biết được những cái thông tin như là cái IP, cái hot của mình đang sử dụng nó là bao nhiêu và cái name server nó là gì. Thì những cái thông tin này thì đa số khi các bạn đăng ký thì nhà cung cấp hosting họ sẽ cung cấp cho mình. Sau khi các bạn có được những thông tin này rồi, bây giờ mình sẽ thực hiện chỏ cái tên miền này về hot. Cách đầu tiên các bạn có thể chỏ thông qua cái DNS là từ nhà cung cấp tên miền này, các bạn vào quản lý tên miền, vào phần DNS, chỉnh cái IP về cái IP của hot thông qua những cái bảng ghi như là bảng ghi A hoặc là bảng ghi CNAME. Thì đối với cách này thì các bạn vào trang quản lý tên miền của mình. Thì ở đây mình có mua một số cái tên miền tại 123hot. Cụ thể đây là mình sẽ cấu hình cho cái tên miền mua vps.io.vn. Thì mình sẽ vào cái tên miền này. Thì tùy theo nhà cung cấp dịch vụ tên miền mà các bạn tìm đến phần cài đặt, đó là quản lý DNS hoặc là DNS Manager. Tại đây các bạn thấy là nó sẽ có những cái tự chọn như là thêm bản ghi hoặc là thêm record. Thì mình sẽ tiến hành thêm những cái bản ghi. Thì trước khi thêm những cái bản ghi này thì các bạn sẽ quay về cái hosting của mình. Các bạn tìm cái địa chỉ IP. Nếu như các bạn sử dụng cPanel thì khi các bạn đăng nhập vào thì các bạn sẽ thấy cái địa chỉ IP của mình nó hiện ở mục này. Đó, share IP address nè. Hot miễn phí tại 123hot. Thì đây là cái direct admin. Để tìm được cái IP thì các bạn sẽ vào cái mục là DNS management. Thì các bạn sẽ thấy cái địa chỉ IP của cái hot của mình. Sau khi tìm được cái địa chỉ IP của hot thì các bạn nên kiểm tra lại xem các bạn đã add cái tên miền vào cái hot của mình chưa. Giống như ở đây, đây là cái giao diện của Direct Admin. Thì các bạn sẽ vào cái mục là Domain. Thì nó đã có trang web đó là muavps.io.vn. Tức là mình đã add cái tên miền của mình vào hosting rồi. Còn nếu như trong cPanel thì các bạn cũng vào mục Domain thôi. Nó nằm ở mục Domain nè. Đấy. Sau khi có IP và cái Domain của mình đã add vào hot thì các bạn trở về cái trang quản lý tên miền. Đó, mình sẽ thêm cái bản ghi. Đầu tiên thì các bạn sẽ thêm một cái bản ghi A như thế này. Cái ô địa chỉ thì mình sẽ dán cái IP của mình vào. Đấy. Còn cái phần TTL này thì mình sẽ để mặc định. Rồi cái phần name này thì các bạn để là A cộng. Đó, sau đó mình sẽ nhấn lưu lại. Tiếp tục thì các bạn cần thêm một bản ghi CNAME. Đó. Với tên là www. Và nó sẽ chỏ về cái địa chỉ trang web của mình. Đó. Mình sẽ cấu hình như thế này. Thì cái bản ghi CNAME này nó có ý nghĩa như thế nào? Thì cái này được dùng để cấu hình cho những cái tên miền phụ cũng như là subdomain. Thì cái này mình cấu hình cho www. Thì khi mình gõ vào www. Cái domain của mình thì cái này nó cũng xem như đó là một cái subdomain của mình. Đó, nó dạng như vậy. Cho nên khi mà mình gõ như thế này thì hệ thống nó sẽ chỏ về cái website muavps.io.vn của mình. Đó. Tiếp tục đến lúc đó là cái bản ghi A nó sẽ làm việc. À, nó sẽ tiếp tục chỏ về cái địa chỉ IP này cho mình. Nếu như các bạn không thêm cái bản ghi CNAME này thì người dùng truy cập trang web mà họ có gõ cái này thì sẽ không có truy cập được cái trang web của mình. Cho nên mình sẽ cần thêm tối thiểu hai cái bản ghi, một bản ghi A và một cái bản ghi CNAME. Và có một điểm lưu ý, nếu như các bạn sử dụng cách này để chỏ tên miền thì cái name server của cái tên miền của mình nó phải được chỏ về đúng nhà cung cấp dịch vụ tên miền đó. Giống như ở đây cái tên miền này mình mua tại 123hot thì cái name server của 123hot nó là ns1.lưu-trữ-số.vn và ns2.lưu-trữ-số.vn. Thì mình phải giữ nguyên cái name server của 123hot. Còn nếu như các bạn mua tên miền tại Nemsilo thì các bạn cũng phải giữ nguyên cái name server mặc định của nó giống như ở đây. Thì tiếp theo cách thứ hai, tại nhà cung cấp tên miền các bạn có thể cấu hình cái name server về cái name server của cái hosting. Thì đầu tiên các bạn sẽ tìm cái name server của cái host các bạn đang xài địa chỉ như thế nào.
Nếu như các bạn sử dụng StableHost thì cái name server của nó là sẽ là ns1.stablehost.com và ns2.stablehost.com đó. Còn nếu như các bạn đang sử dụng dịch vụ host miễn phí tại 123host thì đây là cái name server của nó. Ví dụ như các bạn cần trở về host miễn phí tại 123host thì các bạn copy cái địa chỉ này lại, sau đó các bạn vào trang quản lý tên miền của mình. Ở đây ví dụ mình sẽ cấu hình lại cho cái tên miền đó là muavps.io.vn thì mình sẽ trở về. Bước này thì mình cũng không cần quan tâm tới cái DNS nha các bạn. Mình sẽ vào và mình sửa cái name server lại, giống như ở đây cái name server nè, thì mình sẽ sửa lại, kích vào sửa lại. Đấy, name server 1 và name server 2. Có những cái hosting thì nó có tới 3 cái name server thì mình cũng thêm 3 cái name server đó. Và cuối cùng là cách phổ biến mà mình hay sử dụng, đó là trỏ về một bên thứ ba, thì bên thứ ba nó làm nhiệm vụ trung gian phân phối cái nội dung của mình đó. Cụ thể ở đây thì mình sẽ trỏ về Cloudflare, thì từ nhà cung cấp tên miền mình sẽ trỏ về Cloudflare thông qua cái name server. Sau khi mình trỏ thì Cloudflare nó có toàn quyền quản lý cái DNS của mình đó. Thì mình sẽ từ Cloudflare mình sẽ cấu hình cái DNS về host đấy thông qua cái IP. Đối với cách thứ ba này thì mình sẽ sử dụng một cái dịch vụ trung gian, mình sẽ trỏ về Cloudflare đó, và từ Cloudflare mình sẽ trỏ về cái host của mình. Nếu như các bạn chưa có tài khoản tại Cloudflare thì mình sẽ đăng ký đó. Sau khi mà đăng ký tài khoản tại đây thì mình sẽ add cái tên miền của mình vào đấy, giống như ở đây mình đã thêm cái tên miền của mình vào. Khi các bạn thêm tên miền vào đây thì nó cũng có hai cái name server như thế này, thì mình copy hai cái name server này lại, sau đó mình vào trang quản lý tên miền của mình đó, và mình cấu hình lại cái name server cũng y chang như cách thứ hai đó. Đấy, thì Cloudflare nó cũng có hai cái name server như thế này, sau đó mình sẽ lưu lại. Sau khi trỏ tên miền thành công về Cloudflare thì Cloudflare sẽ có toàn quyền quản lý cái DNS của mình, thì tiếp tục từ Cloudflare mình sẽ trỏ về cái hosting thông qua cái DNS. Bây giờ mình sẽ về Cloudflare, sẽ vào một DNS nè. Tới bước này thì nó sẽ giống như cách 1, thì mình sẽ vào mình thêm hai cái bản ghi, đó là bản ghi A và bản ghi CNAME. Thì tại Cloudflare này nó có rất là nhiều chức năng khá là hay nha các bạn có thể tìm hiểu thêm. Rồi, thì ở video này mình đã chia sẻ cho các bạn ba cách phổ biến để có thể chỏ được cái tên miền của mình về cái hosting. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào các bạn.